Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Thì hôm nay Tấn Thành là làm clip để giới thiệu đến tất cả các bạn cây đàn kìm cẩm lai, ngang mặt ngô mà Tấn Thành cũng đã điều chỉnh tiếng và điều chỉnh phím lại cho nó ưng ý của mình. Thì Tấn Thành giới thiệu đây nó có luôn cái bộ sách tự học đàn kìm. Quý cô chú, anh chị, các bạn, các em có nhu cầu học thì liên hệ Tấn Thành ha. Đây là quyển sách tự học đàn kìm mà Tấn Thành viết theo ký âm số và có ngũ cung luôn nha. Trong đây số ngũ cung đầy đủ rồi, phân nhịp in màu hết đó. Thì quyển sách này lúc này là 500 nhưng không có bao ship đó. Còn đàn thì tùy theo giá thị trường, do cái lý do nó cũng là tế nhị nên là thôi, là đàn thì các bạn mà cần mua ủng hộ thì liên hệ trực tiếp Tấn Thành nha. Tấn Thành sẽ báo giá. Thì nói chung là giá cả thì ở ngoài thị trường có thể là Tấn Thành rẻ hơn chứ không mắc hơn. Đó. Bây giờ Tấn Thành thử tiếng cái đàn kìm này ha. Thử tiếng mộc và qua tiếng mít cho các bạn xem luôn. Bây giờ tiếng mộc trước nha. Tiếng ngoài thì nó hơi nhỏ, cái mít thu nó hơi nhỏ ha. Dây thì dây thường chứ không phải là mình mua dây mem Mỹ, nó dây tốt hơn, tiếng nó trong hơn nữa. Đó là cái tiếng mập ha. Bây giờ Tấn Thành sẽ cho cái mic. Cái mic này thì giá cũng vài trăm ngàn nha. Này của em Tấn Thành, của thằng em đồng nghiệp nó làm, nó gửi bán. Thì giờ qua tiếng mic nè. Cái tiếng mic này là tiếng trực tiếp trong cái âm ly nó phát ra ha. Nãy tiếng hơi nhỏ thì giờ nó lớn hơn nè. Tiếng ra rất ra tiếng đường kìm, chỉ cần nhấn như chỗ này thôi nha. Giờ Tấn Thành sẽ cho qua cái tiếng mic, nhưng mà trực tiếp chứ không phải là phát từ âm ly để cái mic thu vào. Tấn Thành cho nó trực tiếp để các bạn nghe thử nha. Rồi bây giờ đây là cái mic, từ cái mic này vô trực tiếp vô cái thu của cái điện thoại để nó ra tiếng mình nghe một mình nó, không có nghe tiếng bên ngoài nha. Vậy Tấn Thành tắt cái này để test thử nè. Thank you.
Rồi đó là cái tiếng mic mà Tấn Thành cho nó thu trực tiếp qua cái từ cái mic này vô cái điện thoại. Thì quý cô bác, anh chị, các bạn, các em có nhu cầu sử dụng đàn kèm thì vui lòng ủng hộ Tấn Thành ha. Cái số điện thoại trên màn hình. Bây giờ cái đàn này là Tấn Thành cũng xử lý lại. Ví dụ mình cần điều chỉnh cái tiếng cho nó to tí hay là theo cái ý mình. Đàn kèm thì gỗ cẩm lai, đó, phím thì cẩn inox hết nha. Rồi sách tự học để có luôn nguyên một bộ đó. Thì hiện giờ là Tấn Thành chỉ nói cái giá bao nhiêu là bao nhiêu, còn cái việc ship hay gì thì cô chú anh chị các bạn là mình sẽ chịu tiền ship. Bởi vì nói như thế này, cái chỗ ta nói ta bán ta tặng đủ thứ, bao da là cây đàn là dĩ nhiên nó có bao da theo rồi nha. Giờ nó dụ bán cây đàn 4 triệu tặng cho bao da, tặng cho hai cái dây một, tặng cho hộp dắt phím. Thật ra nó tính tiền hết trỏng. Còn ví dụ như Tấn Thành nó chắc giá ở cây đàn này dù 3 triệu 6, 3 triệu 7, rồi cây đàn không, quyển sách 500, rồi còn những cái phụ kiện gì mình cứ mua, thà mua theo. Ví dụ như ta Tấn Thành nó cây đàn là chắc cái giá cây đàn là 3 triệu rưỡi đi, rồi cái sông lan bán cái sông lan mà loại rẻ để mình tập là 100 ngàn, 3 triệu 6. Rồi dây đàn thì dây này dây Mỹ nó 60 ngàn cộng lên đó. Rồi hộp dắt phím cho 15-20 ngàn diện cái đi, rồi phím đó thì cộng vô nó khoảng 3 triệu 7 đi. Cái Tấn Thành nói là ship 100 ngàn nữa là 3 triệu 8. Cái Tấn Thành nói cái đàn này là 4 triệu là bao ship hết, tặng này tặng nọ thì nó bù qua cắn lại nó cũng vậy thôi. Thì các bạn Tấn Thành cứ nói đúng giá, rồi ai muốn cái gì mình sẽ mua thêm đó. Ví dụ cái mic này là ví dụ giờ giá 350 mà muốn cộng dây rắc, dây rắc thì Tấn Thành có dây rắc 4 mét mình hàng, chứ không phải là mua dây mua vậy thì nó rẻ lắm, nhưng mà nó cái ruột nó rất là nhỏ thì dây rắc đó nó khoảng 150 cộng đó. Thì muốn mua cái gì Tấn Thành cứ cộng vô rồi tôi cuối cùng ship 100 ngàn đó. Tại vì Tấn Thành đi là phải gói nè, các bạn nhìn Tấn Thành gói đàn đó, gói đàn sẵn vậy, muốn người ta đến nhà ta gói cho mình, chứ Tấn Thành cũng có thời gian đó. Thì các cô bác anh chị các bạn các em các cháu mà muốn sử dụng đàn kèm, sử dụng sách đàn kèm để học, để tự học, nếu mà ở xa mình không có điều kiện học thì mình sẽ mua cho mình tự học. Rồi mình muốn trả bài cứ gửi Tấn Thành góp ý 1-2 bài. Rồi nói chung Tấn Thành cũng không có thời gian, nhưng mà sẽ tranh thủ nhín chút thời gian để nghe, để góp ý cho chúng ta học tốt hơn. Mong rằng sẽ được sự thương yêu ủng hộ nhiều từ các bạn. Xin chào tạm biệt. Thank you.